Chào bà con cô bác nha, hôm nay 20 tháng 3 nha. Hôm nay cũng toàn dòng trung với lại dòng thấp thôi nha. Ngày mai có dòng cao. Ai nhu cầu muốn thích dòng cao thì ngày mai nha. Còn tối nay là có dòng trung và dòng thấp thôi. Cây Samsung J2 Prime nha. RAM 1GB nha, bộ nhớ 8GB nha. Cây này bán 400.000 nha, 400.000. Samsung J2 Prime nha. Vỏ thì rất là đẹp nha. Cây Samsung Note 3 nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Đó, màn hình không có ém nha. Cây này bán 600.000 nha. Samsung Note 3 nha. Cây máy Trung Quốc nha, hư màn hình nè. Đó, mình để độ sáng lên cho bà con coi nó hư màn hình nha. Giờ nó bị đốm ngay đây nữa này. Nhưng mà nó không có bị lít mặt kính nhé. Nhưng mà bị lít cái nắp đít này. Cái này bán 150 thôi nha. Bán nghe gọi chống cháy 150 thôi nha. Bán còn rẻ hơn máy của bắp nữa. Cây Huawei L22 nha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Cây này bán 500.000 nha. 500.000. Samsung Note 3 nha. Samsung Note 3 RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này xài cũng tương đối khá nha, cũng khá nhanh nha. Đó, chơi game này kia cũng game mạnh cũng được nha. Nhưng mà mạnh quá thì bó tay. Cây này bán 700.000 nha, Mi Note 3 nha. Cây Sony Sony XA nha, XA Plus nha. Cây này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. XA Plus. Cây này bán 1 triệu nha. VMAXBELL nha, VMAXBELL thì 400.000 nha. RAM 1GB, bộ nhớ 16GB nha. VMAXBELL nha. Cây Nokia 2 nha, Nokia 2 thì 400.000 luôn. Nokia 2 400.000 nha. Nó màn hình còn rất là đẹp luôn nha. Cây Huawei nha, Huawei. Cây này đang bị mật khẩu nè, tài khoản nè. Mai mình đi mở tài khoản mình bán nha. Cây này RAM như 3 hay 4GB gì đó. Cũng cây này cũng mạnh nha. Huawei. Cây này mai mình mở mật khẩu ra mình bán 1 triệu nha. Nó RAM cây này RAM 4GB đó. Cây này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB đó. Rồi dính mật khẩu luôn. Cây Oppo A83 nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha.
bị lít mặt kính nha, bị lít mặt kính nha. Cái này mai mình mở mật khẩu ra màn hình thì còn đẹp nha. Nó bị lít ngay đây nha. Cái này mai mình chạy mật khẩu ra mình bán 500 ngàn nha, Oppo A83 nha. Nó bị hơi xấu ở cái nắp đít này nữa nè. Cái nắp đít này không đáng kể, đáng kể là mấy cái vết lít này thôi nha. Cây V Max nha. Còn có 2% pin nữa, mới đem về chưa có sạc nha. Cây này RAM 2GB nha. Cây V Max sáp nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn V Max sáp nha. Máy cũng còn rất là đẹp nha. Nó còn zin nguyên một cây luôn, nó lai ở cái này hay gì đó. Cái màu nó khác này, cái ổ sim nha. Cây này bán 600 ngàn nha. J700 nha. J700 màn hình ám nhẹ nha. Cây này màn hình ám nhẹ nha, bán 600 ngàn nha. Còn mai mình có màn hình đẹp luôn, bán 700 ngàn, vỏ cũng đẹp luôn, bán 700 ngàn. Còn cây này là mình bán 600 ngàn nha, nó bị ém nha. Samsung A9s nha. A9s của Trung Quốc nha. Samsung A9s của Trung Quốc. Cây này không có bị bể nha. Mặt kính thì cũng còn rất đẹp nha. Cây này bán 500 ngàn nha. 500 ngàn. Mới bóc kính cường lực ra nó có vết này. Cây này bán 500 ngàn nha. A9s nha. J7 Prime nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Cây này bán 800 ngàn nha. Vỏ hơi xấu nha. Vỏ nó ngả màu ở cái chỗ này nha. Bất cơ bán 800 ngàn nữa nha. Còn cây này vỏ đẹp thì mình bán 900 ngàn nha. J7 Prime. RAM 3 bộ nhớ 32GB. J7 Prime nha. Cây đen cũng vậy nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Đó, cây này đẹp thì bán 900 ngàn nha. Cây Mi G4 nha. Mi G4 hết pin. Mi G4 RAM 2 bộ nhớ 16GB bán 500 ngàn. Mi G4. Rồi Mi 5A. Mi 5A cũng bán đồng giá luôn. RAM 2 bộ nhớ 16 luôn, cũng bán giá 500 ngàn luôn. Vỏ xấu nha. Còn cây Mi Note 5A nha. Nó bị liệt tuyến trên nha. Nó bị liệt tí ở trên đầu rồi nha. Đó, cây này cũng bán giá 500 ngàn thôi nha. Còn ở dưới còn xài rất là ok nha. Nó chỉ có lên tuyến đầu nó bị tuyến trên nha. Cây này bán 500 ngàn nha. Mi Note 5A. Huawei N21 nha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Cây này bán 500 ngàn nha. Cây Intel nha. Intel. Cây này RAM 1GB bộ nhớ 16GB. Vỏ thì hơi xấu chút nha.
xả luôn nha, 350 nha, bỏ cái này đi nha, 350 nó 350. Cây này Android nó cũng còn cao nha, xài cũng còn rất là ok nha. Cây Huawei nha, Huawei Y9 nha, ấy Y7 Pro nha, cây này màu đen nha. Đó, bây giờ tình trạng của nó giờ là đang bị hư pin nè, mà ấy lát mình thay cục pin khác, mới lấy pin về lát mình thay vô nha, cho nên là lên pin là nó hết pin rồi. Cây này bán màu đen nha, cây này bán 1 triệu nha, RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha. Cây Mi Note 3 nha, cây này bán 700 ngàn nha, Mi Note 3 700 ngàn nha. J320 màn hình đẹp nguyên cây nha. Đó, màn hình rất đẹp luôn, màn hình zin luôn. Cây này bán 500 ngàn, J320 nha. Cầm 500 ngàn mua cái màn hình này không được nha. Màn hình zin rất là mắc, zin theo máy luôn á. Nếu ai mua màn hình zin mình cũng bán luôn nha. Đó, màn hình zin cũng bán luôn nha, nhưng mà giá khác nha, 700 với bán nha. Còn mình bán nguyên cây này mình bán 500 ngàn nha. Tại vì mua màn hình zin mình phải mất công tháo màn hình ra, rồi năm ăn năm thua nha. Cho nên là mình bán 700 ngàn màn hình zin nha. Còn để nguyên cây này mình bán 500 ngàn. Lý do tại sao mình đăng vậy, có nhiều người người ta mê cái máy của người ta ha, mới lại cái ứng dụng của người ta nó nằm hết trong đó đó, mà bây giờ bể màn hình này. Rồi người ta cần màn hình người ta mua đó, cho nên là mình đăng mình mà cũng bán vậy luôn nha. Tại vì bên mình nhiều khi bán máy là không có được tiền bằng cái màn hình nha. Cây J500 nha, J500 màn hình zin luôn. RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB nha. Cây này bán 500 ngàn đấy nha, 500 ngàn. Cây này vỏ thay rồi nha, vỏ thay rồi nó đẹp hơn nha. Oppo Neo 7 nha, Oppo Neo 7 RAM 1 GB, bộ nhớ 16 GB. Nó dòng Oppo nó có mấy đời nha. Cây này là RAM 1 GB nha, bộ nhớ 16 GB nha. Cây này bán 400 ngàn nha, Oppo Neo 7. Cây A33M nha. Cây này là RAM 2 GB nha, bộ nhớ 16 GB. Nhưng mà RAM nó 2 GB nha. Đó, A33 nha. RAM 2 nha, bộ nhớ 32 GB luôn rồi. Bộ nhớ 16 GB nha. Cây này bán 500 ngàn đó nha, 500 ngàn. Cây Samsung M20 nha, vỏ xấu nha, bán 1 triệu nha. RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha, vỏ rất là xấu nha. Cho nên là ai mua về cũng phải thay vỏ hoặc là mua nắp ốp bỏ vô nha. Còn bên mình thay vỏ là bán giá 1 triệu 2 nha. Cây máy Trung Quốc nha, máy Trung Quốc. Còn cái tên hiệu quái quỷ gì đó thì là đây nè, nó B20 Pro đó. Cây này bán 300 ngàn đó nha, 300 ngàn. Đó, máy rất đẹp nhưng mà bán rất bèo luôn, 300 ngàn.
Cây apple A3S nha. Apple A3S RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Cây này nó bị lít kính, mình bán 700 ngàn nha. 700 ngàn nha. Còn không lít kính thì mình bán 1 triệu nha. Ấy 900 ngàn nha. Vì đi ép kính cái này là hết 200 ngàn rồi, mình trừ tiền ép kính ra mình bán 700 ngàn nha. Còn ai muốn nguyên thì có nha. Đó, muốn nguyên thì lấy cây này nha. Thì cây này thì 900 ngàn nha. Đó, nó không có bị bể nha. Cây này là cũng màn zin luôn nha. Cây này cũng zin nguyên cây luôn. Cây này bán 900 ngàn. Apple F1S nha. Mới về cây này nữa nha. Cây kia đi thì có cây này về luôn nha. Vì hàng bên mình là cứ xoay sở liên tục, mà cứ có đi là phải có về. Chứ đi luôn ai mà lấy máy đâu bán. Đó, có đi là phải có về nha. Cây này là đẹp hơn cây hôm qua nha. Đó, cây này là đẹp hơn cây hôm qua nhiều ạ. Sườn thì nó hơi chắp lên chút xíu. Cây này bán 900 ngàn nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Apple F1S nha. Màn hình zin luôn. Màn hình zin thì nó hơi bị ém, kiểu nó bị ém thâm quầng. Nhưng mà nó là màn hình zin, vô coi cấu hình nó rất là đẹp luôn. Cây này bán 900 ngàn nha. Cây Nokia 8 nha. Nokia 8 bể mặt kính nha. Đó, cây này là bị bể mặt kính tờ lưa hết đó. Đó, Nokia 8 nha. Cái tay mình quay phim bấm nó loạn trạng, không có chính xác nha. Cây này Android cũng 9 chấm luôn. Cây này chạy cũng khá nhanh nha. Nó bị bể kính nha. Cây này bán 500 ngàn nha. Nokia 8 nha. Nó còn cái lúm này luôn nè. Chưa có tháo ra nha. Hàng mới lấy về bán 500 ngàn luôn. iPhone 6 S nha. Cây iPhone 6 S nha. Cây này bị e lao bên trong nha. Bị e lao bên trong nhưng mà vẫn vô, vẫn xài bình thường nha. Vẫn tải vô bình thường luôn. Tải xài ok hết nha. Cây này bán 800 ngàn nha. iPhone 6S nha. iPhone 8 bỏ lết nha. Mấy ngày nay không có chăm chút em. Giờ là em hết pin rồi. Đó, vì em có 300 mấy trăm nên là không có ai thèm chăm em á. Bây giờ để đến nó hết pin luôn. Cây này bán 350 nha. iPhone 8 bò lết 350 nha. Cây iPhone 10 X Max nha. Cái nắp này nó bể nè. Lát mình thay nắp mình bán nha. Lát mình thay cái nắp này nha. Nắp này thì nhà mình bao la. Nhưng mà nắp này thì lại không có nha. Đó. Cây này iPhone 10 X Max nha. Cây này bán 600 ngàn nha. Thay lắp mình bán 600 ngàn nha. Còn ai muốn mua để vậy mình bán luôn 500 ngàn luôn. Cây iPhone 11 Pro Max nè. Cây này bảo thay sườn chưa thay nè. Đó, cây này màn hình cũng còn đẹp nha. Nhưng mà cái nắp sau của nó bị bể đó. Cây này bể này, mình bán 600 ngàn nha. iPhone 11 Pro Max nha. Màn hình thì còn rất là đẹp nha. Màn hình rất đẹp, rất sáng luôn. Sáng nó cũng y như mấy thằng cây 12 này thôi.
Đó, màn hình nó cũng lên sáng y chang mấy này thôi. iPhone 12 Pro Max nha. iPhone 12 Pro Max. Cây này bán 800 ngàn nha. Màu trắng nha. Cây này màu trắng bán 800 ngàn nha. Bị lít tí trên này nè. iPhone 12 Pro Max nha. Mấy dòng máy này là của Trung Quốc nha. Còn 6S này là của chính hãng nha. iPhone 12 Pro Max cây này màu hồng này cũng bán giá 800 ngàn luôn nha. Cây iPhone 13 này thì bị lít kính nha. Bị lít cái kính đằng sau nha. Còn mặt trước còn rất là đẹp nha. Hết đổ pin rồi. Cây này bán 1 triệu nha. Máy tính bảng cũng còn mấy cây nha. iPad Touch Air nha, Touch Air 10 inch nha. Đó, có cô thẻ lưới rất đẹp luôn. Đó, hai cây nha. Màn hình cũng zin luôn nha. Hai cây này đều bán đồng giá hết nha. Bán 800 ngàn cây nha. 800 ngàn cây màu đen màu trắng như nhau nha. Đó, cây màu trắng cũng như màu đen. Còn iPad thì có iPad 2 nha. iPad 2 không xài SIM thì 500, còn xài SIM thì 700 ngàn nha. Cây này xài SIM 700 ngàn nha. Chứ mình đăng chung iPad 2, iPad 3 thì cũng đăng chung nha. Nhưng mà cứ đăng chung nó là iPad 2 nha. Mình lúc nào cũng trừ hao cái thấp nhất rồi. iPad 2 xài SIM 700 ngàn. Còn iPad 2 mà không xài SIM á, thì là 500 ngàn nha. Cây này cũng xài SIM nha. Màu trắng màu đen nha. Đó hai cây đồng giá nha. 700 ngàn nha. Còn ai biết lựa thì sẽ được cây iPad 3 nè. Mà mình không biết cây nào iPad 3 luôn. Mình cũng bó tay luôn. Tab A2016 đó, hai cây rất đẹp luôn. Cây này like cái lúc này. Hai cây đồng giá nha. 700 ngàn cây nha. Vì dòng này xài cũng rất là ổn định. Mà nó cũng xài YouTube này kia, học online cũng tốt nha. Cho nên là rất là khó xuống giá nha. Cái màn hình của nó cũng bằng cái giá đó luôn. Hai cây bán 700 ngàn một cây nha. 700 ngàn một cây nha. Cây Martell nha. Martell. Cây này bán 500 ngàn nha. Android thì thấp nha. Android của nó là có 4.5.1 nha. Coi phim thì mình vô trang web trình duyệt mình coi nha. Còn có thể tải YouTube khác về được nha. Đấy là mình nói trừ hao nha. Chứ còn tải YouTube không quảng cáo này kia cũng còn được nha. Còn mình nói đến quảng cáo đây là trừ hao là vô trang web coi đó. Bán có 500 ngàn nè. Màn hình rất đẹp nha. Còn mặt kính của nó thì rất là xấu nha. Nó xấu tệ hơn vợ ăn đậu luôn. Bán 500 ngàn. Còn vô màn hình thì rất đẹp luôn. Cảm ứng thì vẫn còn bấm ok nha. Bán 500 ngàn. Rồi chào bà con cô bác nha. Như thường là ai mua thì chốt mình cái kẹp Viettel 50 nha, hay vô Mobi cũng được nha. Để shipper tới lời trừ ra nha. Ai chuyển khoản nguyên cây mình bao ship nha. Còn ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship nha. Rồi thời gian chốt thì 3-4 ngày chưa có máy liên hệ lại mình hỗ trợ ship cây khác nha. Tiền cọc thì mình vẫn trừ ra bình thường nha. Còn ai muốn coi nhiều nữa thì vô trang của YouTube của Vũ Tân Đông mình ủng hộ em coi cho có lượt xem rồi
Mai mốt em nâng cấp máy nhiều lên cho bà con, rồi chia sẻ qua Zalo cho bà con luôn. Cho nên bà con đừng có ngại gì, kết bạn Zalo với bên trang YouTube của Vũ Tân Đông nha, chả mất mát gì hết đó. Nhưng mà đôi khi mai mốt được hưởng nhiều cái. Mai mốt thì được chia Vũ Tân Đông chia sẻ bên YouTube qua Zalo thì bà con có thể tham khảo, rồi máy móc bên nào rẻ hơn thì mình lụm bên đó. Rồi chào bà con cô bác nha.